Ngày hôm qua 19 tháng 7 là thời điểm các cụm thi bắt đầu công bố điểm thi trung học phổ thông quốc gia và đến thời điểm này thì các cụm thi vẫn đang tiếp tục hoàn thành và liên tiếp công bố kết quả thi trung học phổ thông quốc gia 2016. Với 2 phần 3 kết quả các cụm thi gửi về thì Bộ Giáo dục và Đào tạo dự đoán là mức điểm trung bình có thể cao hơn năm ngoái đôi chút và phổ điểm có thể cao hơn. Tuy nhiên một số cụm thi căn cứ vào điểm thi của cụm mình lại cho rằng điểm trung bình năm nay thấp hơn nên điểm trúng tuyển sẽ có xu hướng giảm. Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Bùi Văn Ga cho biết, hiện chưa tổng hợp được kết quả của tất cả các cụm thi nên chưa so sánh được phổ điểm so với năm 2015. Tuy nhiên, với 2 phần 3 kết quả các cụm thi đã gửi về bộ, thì có thể dự đoán được mức điểm trung bình có thể cao hơn năm ngoái đôi chút và phổ điểm đều hơn ở phía điểm cao. Bộ hy vọng phổ điểm không quá sinh lệch, giúp các trường, đặc biệt là các trường tốt trên, có thể tuyển sinh thuận lợi hơn mà không cần sử dụng đến tiêu chí phụ. Trong khi đó, dựa theo kết quả chấm thi của mình. Lãnh đạo một số cụm thi lại cho rằng điểm trúng tuyển năm nay có xu hướng giảm vì ít điểm cao do đề thi khá khó và có tính phân loại lớn. Các môn lý, hóa, địa đều nhiều điểm 10 hơn so với những môn khác. Tiêu biểu như cụm thi Đại học Đà Nẵng, không có thí sinh nào đạt được điểm 10 ở tất cả các môn. Phổ điểm đẹp nhất có thể sẽ rơi vào môn hóa học trong tầm từ 5 đến 7 điểm. Phổ điểm tập trung có thể rơi vào môn vật lý trong khoảng từ 6 đến 8 điểm. Nhìn chung, phổ điểm năm nay không cao, đa số tập trung ở mức 4 đến 6 điểm. Hiện thí sinh được tạm thời coi là có kết quả thi tính theo khối thi truyền thống cao nhất là một thí sinh tại cụm đại học thủy lợi với 28,7 điểm ở khối B. Kết quả phân tích tại cụm thi này cũng cho thấy chỉ có các môn vật lý, hóa học và địa lý có bài làm đạt điểm 10. Nhìn chung, việc tra cứu điểm thi diễn ra rất thuận lợi và dễ dàng do địa chỉ và thời gian công bố dài rác và nhiều hơn so với năm ngoái.